Em xin chào thưa các chị ạ. Chào mừng các chị quay trở lại kênh Nghiện Kiểng Lá của em ạ. Thì hôm nay em tiếp tục em còn dư hai cái chậu cây Longiloba này, hay còn gọi là cái cây ráy mũi tên đó. Thì cái hình thù của cái lá của nó giống hình cái mũi tên này, cho nên người ta hay gọi là cái cây ráy mũi tên. Đó. Thì cái cây này thì thực ra thì nó cũng có khá nhiều ngoài tự nhiên đó. Nhưng mà những cái cây mà em đang ở trên clip này thì thực ra thì nó cũng khá đặc biệt, tại vì cái dòng này là cái mặt đằng sau nó màu tím nha anh chị, thay vì là những cái cây mà lá xanh và mặt đằng sau nó mặt xanh luôn thì như bình thường. Thì ở đây em có cái cây Longiloba này, còn cây mặt sau lá nó màu tím này. Cây này cũng khá là đặc biệt, nó cũng khá là lạ đấy anh chị. Cái dòng này thì năm ngoái cũng bán khá nhiều rồi, bữa nay em còn dư được mấy chậu ở trong tiệm này thì em cũng thanh lý cho anh chị có thể dễ dàng sưu tầm thôi. Ví dụ như cái chậu lớn đây này anh chị, mình đo từ dưới, mình đo cả chậu ấy thì nó cao khoảng tầm 70 cho đến 80 khoảng đó. Và cái dòng này đặc biệt, cái dòng này là nó không có nhiều lá trên một cái cây đâu nha anh chị. Có nghĩa là anh chị có thể trồng tốt chăng nữa thì ở một cái thân như này nó chỉ có 2-3 lá thôi. Đó, như của em tỉa đi nó còn một lá như này thế này chị này. Đó, và đây trong cái chậu này nó có rất là nhiều con nha anh chị. Đây này. Những cái này là những cái cây con này. Riêng cái chậu này em đếm sơ sơ là thấy có khoảng 3 đến 4 cây con đi kèm này. Thì cái chậu này thì kích thước nó lại thấp hơn. Nếu mà từ mặt từ mình đo cả chậu thì nó cỡ khoảng tầm 45 cm thôi. Còn chậu này thì tầm 70 cm. Đó, thì cái hai chậu nó đều có cây con hết nhá. Chậu này có 3 cây con này, chậu này 3 cây con này. Thì em thanh lý hai cây này luôn. Anh chị nào có nhu cầu về hai cái dòng cây, về cái dòng cây này á, thì có thể em thấy mình chốt được hai cái chậu này thì rất là hợp lý thôi. 200.000 hai chậu Longiloba nha anh chị. Lá xanh gân trắng này anh chị này, rất là đặc biệt. Đó, gân trắng và mặt sau là mặt tím nhé. Nó có rất nhiều cây con. Thì vì là cái cây mình thanh lý cho nên là có thể là cái cây nó không được nhiều lá, nó không được đẹp. Lúc gửi về nhiều khi những cái lá này nó có thể là nó sẽ bị mềm, nó ấy đi. Nói chung là trong cái quá trình mình gửi đi, tại vì khi em gửi em sẽ phải cắt nước đi nhé. Cắt nước để cho đi gửi đi nó không bị úng. Thì khi cắt nước thì nhiều khi một số cái lá nó sẽ mềm, nó xìu. Thì anh chị về anh chị chăm lại, hoặc là anh chị tỉa hết luôn, về chăm lại ra lá mới luôn. Đó, thì đấy là một trong những cái cách anh chị có thể dưỡng lại một cách dễ dàng nhất nhé. Và bù lại thì anh chị có thể tách những cái con ra này, anh chị có thể nhân giống này. Thì ở đây ví dụ sơ sơ chỗ này anh chị đã có tầm 6 cây con rồi, và được một gốc mẹ lớn như này. Đó, anh chị về có thể anh chị tách ra luôn, để mình tách được tầm 8 chậu như vậy. 8 chậu, trong đó có 2 chậu mẹ và 6 chậu cây con, rất là lợi. Đó, thì em đang bán thanh lý là hai chậu này là 200.000 cho hai chậu nha anh chị. Rồi, anh chị đã ưng ý cái dòng cây này thì inbox cho em, hoặc gọi cho em theo số điện thoại em để góc trên phần màn hình, hoặc là về cái phần mô tả đó, phần thông tin của em đó, thì anh chị có thể inbox kết bạn Zalo nhé. Thì về cơ bản thì cái thông số thì em đã đọc sơ rồi, một cây là cao khoảng tầm 70 cm, một cây thì cao khoảng tầm 45 cm. Và hai cây nó đều ôm rất nhiều cây con, em có khoảng tầm 2-3 cái combo như vậy nhé. Có nghĩa là em có khoảng tầm 4-6 cây như này. Thì anh chị nào ví dụ cần nhiều, mình nhân giống một lần được nhiều thì anh chị có thể inbox cho em. Em gửi một lần khoảng 2-3 combo như vậy cũng được. Rồi, anh chị cần thêm thông tin gì hoặc là cần có cái thắc mắc gì thì có thể inbox cho em nhé. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.